Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thị trường tiêu dùng của truyền hình Pháp Luật Việt Nam. Bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Quyết tâm rà soát dây chuyền sản xuất khẩu trang không đảm bảo tiêu chuẩn. Thành phố Hồ Chí Minh đột nhập điểm nóng phức tạp, chuyên trung chuyển hàng điện lạnh nhập lậu. Nghệ An tiêu hủy 170 hộp kem dưỡng da hiệu Elskin. Kính thưa quý vị, thời gian gần đây đã xuất hiện hiện tượng nhập khẩu các dây chuyền sản xuất khẩu trang cũ, lạc hậu, không bảo đảm tiêu chuẩn kỹ thuật. Để bảo đảm việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ cho sản xuất khẩu trang, Tổng cục Quản lý Thị trường đã có yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc cụ thể sau đây. Nhằm giám sát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang, Tổng cục Quản lý Thị trường yêu cầu Cục Quản lý Thị trường các tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện các công việc cụ thể, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan rà soát hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang, đồng thời phối hợp với cơ quan hải quan tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động nhập khẩu, vận chuyển tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở, các tuyến đường giáp ranh khu vực biên giới nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại đối với hoạt động nhập khẩu dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất khẩu trang. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo Tổng cục để thống nhất chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện theo quy định. Từ những dấu vết rao bán trên mạng Internet và qua công tác rà soát địa bàn, rạng sáng ngày 6 tháng 5 năm 2020, Tổ công tác 368 của Tổng cục Quản lý Thị trường đã phối hợp với Đội Quản lý Thị trường số 1, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào kiểm tra kho hàng trên đường kênh 19 tháng 5, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện trong kho đang chứa trữ gần 600 sản phẩm thuộc 5 nhóm mặt hàng bao gồm máy lạnh đã qua sử dụng, bếp ga, bếp điện, máy lọc không khí, dàn loa âm ly. Loại hàng cấm này đa số có nguồn gốc từ Campuchia, đa phần là mặt hàng máy lạnh đã qua sử dụng, có nguồn gốc từ nội địa Nhật Bản. Đoàn kiểm tra phát hiện khu vực kho bãi này là một trong những điểm nóng phức tạp về trung chuyển hàng lậu từ biên giới Tây Nam thẩm lậu vào sâu thị trường nội địa. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm đối tượng và tang vật có liên quan. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, Đội Quản lý Thị trường số 10 tiến hành kiểm tra xe ô tô vận tải hàng hóa mang biển kiểm soát 37C15495 do ông Ngô Quang Trung điều khiển, đang bốc dỡ hàng hóa tại xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Qua kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển 170 hộp kem dưỡng da mặt Elskin, nhưng toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Đội Quản lý Thị trường số 10 đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính với hành vi kinh doanh mỹ phẩm, chưa thực hiện việc công bố sản phẩm mỹ phẩm và phạt tiền 15 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên. Kính thưa quý vị và các bạn, hạn chế tiếp xúc xã hội là một trong những yêu cầu hàng đầu trong thời điểm cả nước phòng chống dịch COVID-19. Vì thế mà trong thời gian ngắn, nhiều đề tài nghiên cứu chế tạo robot đã được đưa vào ứng dụng tại bệnh viện và các khu vực cách ly để hỗ trợ ngành y tế, đồng thời giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Theo đặt hàng từ Bộ Khoa học Công nghệ, Học viện Kỹ thuật Quân sự thuộc Bộ Quốc phòng đã chế tạo thành công 2 robot, bao gồm robot vận chuyển trong các khu vực cách ly Vibot 1A và robot lau sàn khử khuẩn phòng bệnh Narovit 1. Robot Vibot 1A Vibot 1A đã được chế tạo và có thể thuần thục việc đảm nhận nhiệm vụ tự động vận chuyển thức ăn, thuốc men, nhu yếu phẩm từ ngoài vào các buồng bệnh, vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, đồ giặt v.v. từ buồng bệnh ra khu tập kết và hỗ trợ giao tiếp từ xa giữa nhân viên y tế và bệnh nhân, tải trọng lên đến 100 kg. Vibot 1A có thể sử dụng cảm biến thông minh, phát ra nhiều âm thanh như xin tránh đường, cảm ơn, tạm biệt. Với khối nguồn pin công suất lớn và trạm sạc tự động, Vibot 1A có thể làm việc liên tục 12 giờ và tự động tìm về trạm để sạc khi cạn nguồn. Điểm đặc biệt của Vibot 1A là thông qua hệ thống đường truyền được thiết lập riêng, có camera gắn trực tiếp trên robot, các bác sĩ có thể tương tác với bệnh nhân,
có chất lượng hình ảnh, âm thanh cao. Nhờ đó, robot hạn chế sự tiếp xúc trực tiếp giữa nhân viên y tế với người bệnh, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo và mỗi robot có thể thay thế được 3 đến 5 nhân viên y tế. Ngoài việc giảm rủi ro lây nhiễm, robot Vibot 1A còn tạo điều kiện để nhân viên y tế tập trung thời gian, công sức phục vụ, chăm sóc và điều trị bệnh nhân nặng được tốt hơn. Robot khử khuẩn lau sàn Narovit 1. Trong khi đó, robot khử khuẩn lau sàn Narovit 1 sử dụng thuật toán di chuyển thông minh, sử dụng cảm biến laser, cảm biến siêu âm và la bàn để định hướng. Nhờ được gắn các cảm biến, robot có thể tự động di chuyển, tránh mọi vật cản trên đường đi. Với thiết kế đặc biệt, Narovit 1 có thể di chuyển vào các không gian hẹp, dễ dàng đi vào dưới giường bệnh và mọi ngóc ngách của phòng bệnh để vệ sinh và khử khuẩn sạch sẽ. Narovit 1 có thể chứa tối đa 10 lít dung dịch khử khuẩn trong một lần hoạt động và làm việc liên tục trong vòng 2 giờ. Đặc biệt, Narovit 1 có thể khử khuẩn chính mình trước khi đi ra khỏi phòng cách ly. Đây là một tính năng mới đảm bảo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn. Ngoài ra, Narovit 1 cũng có tính năng di chuyển theo chu trình do người vận hành thiết lập linh hoạt, tự động về vị trí sạc sau khi kết thúc chu trình. Thời gian tới, các robot sẽ tiếp tục được nâng cấp, tối ưu thuật toán, kích thước sản phẩm để mang lại những giá trị hỗ trợ tốt hơn trong việc thay thế sức người, giảm nguy cơ lây nhiễm, tăng cường phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin về robot phòng chống dịch COVID-19 vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thị trường tiêu dùng kỳ này của chúng tôi. Chương trình Bản tin thị trường tiêu dùng được phát trên website của Truyền hình Pháp luật Việt Nam tại địa chỉ www.tvphapluat.vn. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Còn bây giờ, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin kỳ sau.